Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc đề nghị bổ sung thành phố Venice của Ý vào danh sách di sản thế giới đang nguy cấp. Hãng AFP ngày 1 tháng 8 dẫn thông báo của UNESCO với nội dung thành phố Venice đối mặt nguy cơ bị hủy hoại ở mức không thể vãn hồi đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có biến đổi khí hậu và tình trạng quá tải trước du khách. Đề xuất trên sẽ được trình bày và cân nhắc thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Di sản Quốc tế UNESCO ở Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út trong tháng 9. Những ảnh hưởng của tình trạng xuống cấp kéo dài do sự can thiệp của con người, bao gồm tiếp tục phát triển đô thị, những tác động đến từ biến đổi khí hậu và làn sóng khách du lịch đông đảo đang đe dọa gây ra những thay đổi không thể vãn hồi cho tài sản có giá trị nổi bật của toàn cầu ở Venice, theo UNESCO. Một số những vấn đề tồn đọng đã gây nên sự xuống cấp cho các đặc điểm vốn có của nơi này, UNESCO nói, đồng thời cảnh báo những dự án như xây dựng các tòa nhà cao tầng đang mang đến ảnh hưởng tiêu cực đáng kể về mặt cảnh quan. Bên cạnh đó, những ảnh hưởng gộp do con người và các thay đổi của tự nhiên đang gây nên sự xuống cấp và tổn hại cho các cấu trúc xây dựng và vùng đô thị, UNESCO cảnh báo. Trong lúc Venice bị đe dọa, chính quyền Ý thiếu tiến triển trong việc giải quyết những vấn đề trên và điều này càng thêm bị cản trở bởi sự thiếu hụt tầm nhìn chiến lược chung về tổng thể. Ủy ban Di sản Thế giới, vốn giám sát quy trình gắn nhãn di sản thế giới trên toàn cầu, được dự kiến sẽ họp ở Riyadh từ ngày 10 đến 25 tháng 9. Nhân dịp này, ủy ban cũng cân nhắc 53 địa điểm tiềm năng có thể bổ sung vào danh sách di sản thế giới trong năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.